Ngày 3 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Nguyễn Huyền Anh, 36 tuổi và anh ruột Nguyễn Bình Chánh, 39 tuổi, trú tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, về tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 13 tháng 11 năm 2017, Chánh cùng Huyền Anh sau khi tổ chức ăn nhậu đã chở nhau đi tìm Lê Thành Lợi vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai trước đó. Tại nhà nạn nhân, Huyền Anh dùng dao đâm trúng vùng thái dương của Lợi, làm gãy phần lưỡi dao dính trong đầu. Huyền Anh ném bỏ cán dao lại hiện trường, rồi chạy xe ra ngoài lấy xe chở Chánh về nhà. Cùng ngày, Huyền Anh đến công an xã đầu thú. Sau đó, Huyền Anh và Chánh bị khởi tố điều tra, còn Lợi thì kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 24 tháng 11 năm 2017, Lợi xuất viện với tỷ lệ thương tổn cơ thể do thương tích gây nên là 26%. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huyền Anh 9 năm tù, Nguyễn Bình Chánh 7 năm tù cùng với tội giết người. Đồng thời, buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền trên 66 triệu đồng cho người bị hại.